Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu ngày 4 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin thế giới và hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình, Việt Linh xin cảm ơn tất cả những lời góp ý, những nhận xét về việc nói nhanh hay nói chậm trong các chương trình của Việt Linh. Rất cảm ơn những lời góp ý của quý vị. Và Việt Linh xin được bắt đầu chương trình hôm nay. Trước hết, chúng ta có một bản tin tức về Hoa Kỳ. Nó có liên quan đến những lời dối trá của Donald Trump và JD Vance ở Springfield, Ohio. Kính thưa quý vị, đó là bản tin có nhan đề là một người bị bắt vì giết ngỗng ở Springfield, nhưng không phải là người Haiti. Kính thưa quý vị, Brian Comer, một người đàn ông da trắng 64 tuổi, ông ta đã bị buộc tội săn ngỗng bất hợp pháp tại một sân chơi golf ngay tại ngày Trump và JD Vance, thượng nghị sĩ Ohio. Họ đang phát tán những lời nói dối đê tiện, phân biệt chủng tộc, rằng những người nhập cư Haiti trong khu vực đang ăn ngỗng và chó mèo của người dân địa phương trong thành phố. Brian Comer đã bị buộc tội nhẹ liên quan đến vụ việc ngày 10 tây tháng 9. Theo bản tuyên thệ bắt giữ mà HuffPost có được, thì một người chơi golf tại sân golf Rocky Lakes ở Springfield đã báo cáo rằng họ nhìn thấy một con ngỗng Canada đang bơi trong một cái ao và Brian Comer đã sử dụng súng shotgun để bắn. Brian Comer không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ HuffPost, nhưng hồ sơ tòa án cho thấy là ông ta đã nhận tội. Một phát ngôn viên của tòa án nói với HuffPost rằng ông ta đã phải trả 200 đô la để trang trải tiền phạt và lệ phí tòa án. Nhà báo Stephen Monacelli lần đầu đăng bài về vụ bắt giữ vào thứ năm trên X, trước đây là Twitter. Theo lời tuyên thệ của một viên chức sở động vật hoang dã Ohio, người chơi golf đã tiếp cận Brian Comer về con ngỗng chết trong ao. Brian Comer với một khẩu súng ngắn và đã bắn hai phát giết chết một con ngỗng thứ hai. Brian Comer đã nhặt con ngỗng đầu tiên lên và ném nó vào cỏ dại, rồi bẻ gãy cổ con ngỗng thứ hai. Con ngỗng này đã bị thương và không chết, theo lời tuyên thệ. Các cảnh sát đã nói chuyện với người quản lý sân golf vào ngày hôm sau và biết rằng Brian Comer là một nhân viên của nơi này, và người quản lý nói với nhà chức trách rằng Brian Comer được quyền săn bắn trên khu đất này và tuyên bố rằng hắn ta có tất cả các giấy phép và môn bài phù hợp. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra với cơ sở dữ liệu cấp phép và thu hoạch của Sở Động vật Hoang dã, thì Brian Comer không có giấy chứng nhận để săn chim di trú, theo bản tuyên thệ. Theo hồ sơ của tòa án, Brian Comer đã bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 9 với tội danh nhẹ cấp độ 4 về các hoạt động bị cấm đối với động vật hoang dã do chính quyền sở hữu. Sở Tài nguyên Thiên nhiên Ohio cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy người nhập cư Haiti đã bắt ngỗng hoặc vịt hoặc chó mèo. Một bài đăng trên Facebook lan truyền tin đồn về một người nhập cư Haiti giết một con mèo cũng đã bị vạch trần, và người phụ nữ đứng sau bài đăng này đã nói với NBC News rằng bà cảm thấy hối hận vì đã đăng bài. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, những lời nói dối phân biệt chủng tộc đã lan truyền rất nhanh trên các tài khoản mạng xã hội cực hữu và trong số các chính trị gia Cộng hòa. Những câu chuyện phân biệt chủng tộc đã gây ra tác hại thực sự đối với người dân Haiti đang sinh sống hợp pháp tại Springfield. Theo một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, Liên minh Cầu Nối Haitian,
tiếng Anh là Haitian Bridge Alliance, đã đệ đơn tuyên thệ hình sự yêu cầu bắt giữ Trump và Vance sau khi quy kết hơn 30 mối đe dọa đánh bom và các mối đe dọa khác đối với cộng đồng của họ. Nhóm này đã đệ đơn tuyên thệ bổ sung vào ngày hôm thứ Tư. Sau cuộc tranh luận phó tổng thống, họ đã tuyên bố rằng J.D. Vance đã thừa nhận trên sân khấu tranh luận rằng ông ta đã nói dối về người Haiti ở Springfield khi ông phản đối việc CBS News kiểm tra thực tế, fact-checking, về tình trạng lời nói hợp lý của họ. Subhon Chandra, cố vấn chính của Haitian Bridge Alliance, cho biết trong một tuyên bố rằng J.D. Vance không chỉ nói dối một lần nữa trong cuộc tranh luận về những người nhập cư hợp pháp Haiti tại Springfield, mà còn bằng cách phản đối việc kiểm tra thực tế. Ông ta còn thừa nhận mình đã nói dối. Ông ta biết mình đang gây ra tác hại như thế nào và không quan tâm. Điều đó là tội phạm. Và chúng ta bắt đầu bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Donald Trump, con rối được đầu tư kỹ lưỡng của Putin. Kính thưa quý khán thính giả, John Bolton, 76 tuổi, là cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Sau một năm phục vụ tốt đẹp cho Trump, chính trị gia và là nhà ngoại giao bảo thủ đến từ Baltimore đã từ chức một cách ngoạn mục. Trong cuốn sách có tên Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra, sau này ông đã mô tả cách giải quyết nghiệp dư và khó đoán của cấp trên đối với những vấn đề quốc tế có tầm quan trọng lớn nhất. Trước đây được coi là một người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, John Bolton giờ đây đại diện cho đường lối Cộng hòa cổ điển nhiều hơn theo phong cách của George W. Bush, người mà ông từng là đại sứ Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 đến năm 2006. Trong một cuộc phỏng vấn với một công ty truyền thông của Thụy Sĩ từ văn phòng ở Washington, phóng viên có thể thấy rõ sự khinh thường của ông đối với Donald Trump, người quan tâm đến bản thân của ông ta hơn là đất nước của mình. Đó là lý do tại sao nhà ngoại giao là người không thể bỏ phiếu cho Donald Trump. Tôi xin mời quý vị thính giả nghe qua một số nhận định thẳng thắn rất có giá trị của John Bolton về nhiều vấn đề quan trọng khác nhau. Nhà ngoại giao hàng đầu John Bolton đã tư vấn cho Donald Trump lúc bấy giờ về các vấn đề an ninh. Bây giờ ông nói sự trở lại của Đảng Cộng Hòa tại Tòa Bạch Ốc sẽ có ý nghĩa tệ hại như thế nào đối với Ukraine, cuộc xung đột ở Trung Đông và sự trung lập của Thụy Sĩ. John Bolton từng hy vọng rằng Donald Trump sẽ biết tự kiềm chế bản thân và kỷ luật bản thân mình trước sức nặng của trách nhiệm và mức độ nghiêm trọng của các quyết định thế giới giống như mọi tổng thống Mỹ khác đã từng học được. Vấn đề an ninh quốc gia đòi hỏi phải có hành động rất thận trọng. Nhưng ông đã nhận ra rằng Donald Trump không thực sự quan tâm đến việc học bất cứ điều gì. Donald Trump tin rằng chỉ cần duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với những người đồng cấp như là Vladimir Putin là đủ. Sau đó ông ta tưởng tượng mối quan hệ giữa hai nước cũng sẽ tốt đẹp như là quan hệ cá nhân. Trump không hề nghĩ đến khía cạnh chính trị mà chỉ hỏi John Bolton một câu rằng liệu nó có mang đến lợi ích gì cho tôi hay không? Và đó là lý do tại sao ông đã nộp đơn từ chức vào tháng 9 năm 2019. Điểm tranh cãi chính giữa John Bolton với Trump có rất nhiều vấn đề khác nhau. Một vấn đề là đối phó với Triều Tiên. Mỹ có nguy cơ phải nhượng bộ lớn với ông Kim Jong-un về vấn đề hạt nhân, bởi vì Trump thực sự muốn có được một thỏa thuận trong nhiệm kỳ của ông ta. Vấn đề thứ hai là Afghanistan và thỏa thuận với Taliban. Trump đã khởi xướng và bắt đầu thực hiện nó, và Tổng thống Biden sau đó thực hiện việc rút quân không được suôn sẻ lắm. Tôi nghĩ một chiến dịch bầu cử đầy kịch tính với những vụ xả súng và vụ thay đổi ứng cử viên, tất cả những điều này đều có xu hướng giúp ích cho Donald Trump.
vì ông ấy thực sự đã xém mất mạng ở Pennsylvania. Đó có một loạt vụ tấn công xảy ra giữa các vụ ám sát Kennedy năm 1963, Martin Luther King Jr. năm 1968 và Ronald Reagan năm 1981. Đó là những thời điểm nguy hiểm của nước Mỹ. Vài ngày sau vụ tấn công, có vẻ như Trump đã trở nên hòa giải hơn. Nhưng chẳng bao lâu thì ông ta lại rơi vào lối hùng biện, hung hãn, cũ kỹ. Bởi vì Trump tin chắc rằng ông ta được hưởng lợi từ việc thể hiện mình là một nạn nhân, là mục tiêu của các thế lực đen tối nào đó. Về câu hỏi nước Mỹ đã sẵn sàng chấp nhận một nữ tổng thống hay chưa, John Bolton cho rằng giới tính không phải là yếu tố quyết định. Trở lại năm 2016, mọi người hầu như đã sẵn sàng cho một người phụ nữ, nhưng họ chưa sẵn sàng đón nhận bà Hillary Clinton, bởi vì nhiều người Mỹ không thích bà ấy. Chiến dịch tranh cử lần này là chưa từng có, bởi vì ông Biden rút lui hơi muộn màng. Còn Kamala Harris nhận được đề cử mà không có sự cạnh tranh trong nội bộ đảng Dân Chủ. Nhưng điều khác biệt rõ ràng là Kamala Harris không gây ra thái độ thù địch với ai và không bị nhiều người ghét như Hillary Clinton. Trong hoàn cảnh bình thường, Kamala Harris với tư cách là một ứng cử viên tương đối cấp tiến, một đảng viên Dân Chủ ở San Francisco, có lẽ sẽ không có cơ hội. Nhưng sự không thích Trump đang rất mạnh, ít nhất là hơn 50%. Mọi người đang muốn thấy một sự thay đổi tích cực hơn, mới hơn và trẻ hơn. Vì thế Kamala Harris đã giành được nhiều sự ủng hộ như hiện nay. Về vấn đề ngân sách quốc phòng, Hoa Kỳ cần tăng từ mức 3% như hiện nay lên 5 cho đến 6%. Tổng sản phẩm quốc nội và các quốc gia châu Âu cũng sẽ phải chạy theo. Họ cũng phải tăng gấp đôi chi tiêu như vậy. Người châu Âu cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và chăm sóc đất nước của họ nhiều hơn. Tôi nghĩ việc Donald Trump muốn rời khỏi NATO không phải là một lời đe dọa suông. Ông ấy rất nghiêm túc để làm việc đó. Sau hơn 75 năm giữ thế trung lập, Phần Lan và Thụy Điển kết luận rằng nơi an toàn duy nhất của họ là với cùng biên giới với NATO. Riêng Thụy Sĩ thì có thể nghĩ rằng họ sẽ tự động được bảo vệ nếu phần còn lại của châu Âu được bảo vệ. Nhưng điều đó không chắc chắn lắm. Những người hưởng lợi tự do phải ra ngoài và tham gia tích cực vào NATO. Ý tôi là Thụy Sĩ nên nghĩ đến việc gia nhập vào khối NATO nếu họ muốn được bảo vệ. Việc đứng trung lập trong thời đại này không còn thích hợp nữa. Donald Trump đã từng nói rằng người Nga luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Họ đã đánh bại Đức Quốc xã và Napoleon. Tất nhiên điều này hàm ý rằng Ukraine chắc chắn cũng sẽ phải bị đánh bại. Theo GD Vance, thì ông ta muốn rằng người Nga sẽ giữ tất cả các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, sẽ có một khu vực phi quân sự và Ukraine sẽ tránh xa NATO. Đó cũng chính là quan điểm của Putin. Chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ của Trump sẽ là một tin rất xấu đối với Ukraine. Riêng đối với Putin thì tôi nghĩ rằng ông ấy đang chờ xem kết quả cuộc bầu cử Mỹ sẽ diễn ra như thế nào. Và nếu Donald Trump trở thành tổng thống một lần nữa, Putin sẽ có được một vị thế rất mạnh và rất tốt. Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng Donald Trump rõ ràng ông ta rất ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo độc tài như Tập Cận Bình, Kim Jong-un, Viktor Orbán và Vladimir Putin. Ông ta nghĩ rằng họ là những kẻ mạnh mẽ và ông ta muốn kết thân với họ. Nhưng ngược lại, những người họ chỉ xem Donald Trump như một mục tiêu có thể lợi dụng được rất dễ dàng. Và khi nói đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông,
Vấn đề bao trùm là Iran. Người châu Âu không hiểu rằng việc Iran sản xuất vũ khí hạt nhân không chỉ đe dọa Israel mà còn đe dọa cả châu Âu. Iran không thể không có hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa nào. Nhưng có lẽ họ sẽ có hơn 1.000 hỏa tiễn tầm trung bị quốc tế cấm. Và Iran đang xây dựng một vòng nối kết với các nhóm khủng bố ủy quyền như Houthi ở Yemen, Hamas và Hezbollah ở Lebanon. Điều này đe dọa Israel cũng như các quốc gia vùng vịnh khác. Và đó chính là cốt lõi của cuộc xung đột này. Qua việc Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, điều đó sẽ chỉ khiến các Ayatollah ở Tehran thêm lo lắng. Họ sợ rằng Benjamin Netanyahu sẽ phớt lờ lời cảnh báo của các đồng minh phương Tây. Nhưng đó chính xác là điều Israel phải làm. Ngay cả khi tương lai ở Trung Đông ảm đạm và Israel tỏ ra quyết tâm tự vệ, thì không có lựa chọn nào khác. Hezbollah ở miền nam Lebanon là mối đe dọa đối với Israel lớn hơn Hamas. Theo CIA, Lebanon có hơn 150.000 hỏa tiễn. Ông John Bolton không tin rằng bà Kamala Harris sẽ giảm bớt sự ủng hộ dành cho Israel nếu thắng cử. Nhưng ông cho rằng bà Kamala Harris có ít kinh nghiệm về an ninh quốc gia nên khó đưa ra dự đoán từ bây giờ. Nhưng chắc chắn rằng bà ấy sẽ có thái độ tiêu cực với Israel hơn là Biden. Việc bà ấy không chọn George Shapiro, thống đốc người Do Thái của Pennsylvania, làm người bạn tranh cử của bà đã nói lên nhiều điều rõ ràng. Có lẽ bà ấy sợ mình sẽ mất cử tri nếu để một người gốc Do Thái đứng cùng liên danh. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Nhìn chung, quyết định chính sách đối ngoại của bà Kamala Harris trong năm đầu tiên làm tổng thống sẽ gần giống với chính sách của Biden. Vấn đề lớn của bà Kamala Harris chính là việc đối phó với Trung Quốc. Người Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, rồi bán chúng lại với giá thấp hơn tại thị trường của chúng ta. Họ đang lạm dụng hệ thống thương mại quốc tế vì Trung Quốc vẫn được coi là một nước đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Điều này thật buồn cười. Hai công ty truyền thông công nghệ lớn của Trung Quốc là Huawei và ZTE không thực sự là những công ty viễn thông, mà họ là những công ty con của nhà nước Trung Quốc. Mục tiêu của họ là giành quyền kiểm soát kết nối 5G và lấy cắp thông tin từ đó. Ở phương Tây, tất cả chúng ta đều ngây thơ về Trung Quốc. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, người ta cho rằng Trung Quốc sẽ chuyển từ nguyên tắc Marxist sang nguyên tắc thị trường tự do. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Chúng ta hiện đang thấy một chính phủ độc tài nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Tôi không phải là đảng viên đảng Dân Chủ. Tôi cũng không phải là đảng viên đảng Cộng Hòa. Tôi là một cử tri độc lập và tôi sẽ bỏ phiếu cho người xứng đáng hơn. Và bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề "Không để kẻ nói dối thâm căn cố đế đến gần tòa Bạch Ốc". Kính thưa quý vị, tờ New York Times đã kiểm tra thực tế bài diễn thuyết dài 63 phút của Donald Trump tại một điểm dừng chân vận động tranh cử gần đây ở Las Vegas. Và họ đã phát hiện ra 64 phát biểu sai sự thật, không chính xác hoặc gây hiểu lầm. Sự dối trá đó chỉ là những lời nói dối trá mới nhất của Donald Trump. Nhưng nếu phải gọi là kỷ lục, thì đó chính là cuộc họp báo dài 64 phút của Donald Trump vào tháng 8 tại Mar-a-Lago, nơi ông ta có nhiều đoạn độc thoại hơn là hỏi đáp. Trump đã đưa ra ít nhất 162 lời nói dối, phát biểu sai lệch và phóng đại quá mức. Nhưng điều đáng ngại nhất là Donald Trump vẫn phủ nhận thất bại năm 2020 của mình tại hầu hết mọi cuộc meeting và vận động tranh cử. Sự không trung thực của Donald Trump đã gia tăng khi ông ta tái tranh cử năm nay. Nói dối, bệnh hoạn đáng lẽ ra phải là một yếu tố để loại trừ chức vụ. Nhưng đối với gần một nửa cử tri trên đất nước này, thì họ dường như sẵn sàng chấp nhận điều này và bình thường hóa nó. Rõ ràng che giấu sự thật
là một đặc điểm của các chính trị gia. Nhưng nói dối quá mức, lộ liễu, công khai và bất chấp sự thật như Donald Trump làm là chưa ai có thể làm được. Những lời nói dối đã đủ tệ hại rồi. Nhưng mà lý do tại sao ông ta vẫn cố gắng tiếp tục nói dối người dân Mỹ chỉ để chia rẽ người dân Mỹ với nhau? Giữa những người ủng hộ ông ta và những người không phải người Mỹ vì họ không ủng hộ ông ta. Đó chính là những gì ông ta nói dối. Những vấn đề cần đoàn kết người Mỹ, chẳng hạn như ứng phó với thảm họa, vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới vào thời điểm khủng hoảng, tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử và sự thật về cuộc nổi loạn chưa từng có vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Và đó chính là cách ông ta tìm cách thoát tội, thoát tù bằng cách làm mất uy tín của báo chí tự do và lợi dụng các đài truyền hình của phe cánh hữu. Chúng ta có thể xem phản ứng của Donald Trump trước sự tàn phá do cơn bão Helene gây ra trên khắp miền Nam. Đây là cơn bão tồi tệ nhất kể từ cơn bão Katrina cách đây gần 2 thập niên. Khi đó Tổng thống Bush đã bị chỉ trích vì sự chậm trễ thực sự trong phản ứng thảm họa của Washington, thậm chí bởi nhiều đảng viên Cộng hòa. Nhưng mà hiện tại thưa quý vị, Donald Trump đang chỉ trích đối thủ Kamala Harris và Tổng thống Biden vì phản ứng chậm của chính quyền họ đối với bão Helene dựa trên sự bịa đặt. Điều tôi muốn nói hôm nay là các đảng viên Cộng hòa tại tiểu bang Georgia, trong quốc hội và đám MAGA, những người họ biết rõ đó là những lời nói dối trơ trẽn của Donald Trump, nhưng mà họ vẫn hùa theo cả bầy để sủa cho tiếng lớn hơn và vang xa hơn. Ngay sau khi Trump hạ cánh xuống Valdosta, Georgia vào ngày thứ hai, ông ta đã lên tiếng cáo buộc rằng chính phủ liên bang đã phớt lờ Georgia vì là một tiểu bang đỏ, và rằng thống đốc đảng Cộng hòa của Georgia đã gặp khó khăn khi mà liên lạc với Tổng thống Biden. Và Trump đã bị bắt quả tang ngay. Chính thống đốc Brian Kemp, ông ta đã nói trước đó với phóng viên rằng Tổng thống Biden đã chủ động gọi cho ông vào ngày hôm trước để bảo đảm Brian Kemp có được mọi thứ mà ông cần. Các thống đốc đảng Cộng hòa của South Carolina và Virginia cũng ca ngợi phản ứng nhanh của chính quyền liên bang. Tại điểm dừng chân ở Valdosta, Trump đã khoe rằng ông ta đã nhờ người bạn của mình là Elon Musk gửi vệ tinh Starlink đến North Carolina. Nhưng mà sự thật là cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, chính họ đã điều động 40 vệ tinh Starlink đến tiểu bang này để khôi phục thông tin liên lạc. Thưa quý vị, những lời dối trá bịa đặt này nó đến từ một người đàn ông với tư cách từng là tổng thống đã giữ lại tiền của Puerto Rico khi bị bão tàn phá. Trump cũng chính là người đã nhiều lần đe dọa sẽ chặn tiền cứu trợ liên bang cấp cho các thống đốc tiểu bang xanh. Nhưng đáng chú ý là Gavin Newsom của California trong các vụ cháy rừng năm 2018, trong khi ông ta đối xử nhanh tay trợ giúp đến với các tiểu bang đỏ. Trên thực tế, dữ liệu của ICE bao gồm những người nhập cư đã nhập cảnh trong hơn 4 thập niên qua, bao gồm cả trong nhiệm kỳ của Trump, và hầu hết những người họ đều bị giam giữ tại địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc đã thụ án. Tất cả những người họ đều được ICE theo dõi bất kể có bị giam giữ hay không. Nhưng Donald Trump đã nói dối ở Pennsylvania rằng ông ta đã buộc phải thu hẹp một cuộc biểu tình vào ngày hôm trước ở Wisconsin từ con số hư cấu tưởng tượng trong mơ của Donald Trump là 50.000 người muốn tham dự cuộc meeting của ông ta. Bây giờ chỉ còn có 1.000 người bởi vì chính quyền Biden không cung cấp đủ mật vụ để bảo vệ ông ta. Khi nói đến điều này, tôi đã nhớ đến lời nói dối của Trump đã bị vạch trần khi nói rằng vào ngày 6 tháng 1, bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi điên rồ đã từ chối lời đề nghị của tôi về việc
Tôi muốn cung cấp 10.000 lính vệ binh quốc gia. Và bà ấy chính là người phải chịu trách nhiệm về vụ bạo lực đó. Nhưng mà trên thực tế thì chính người đứng đầu ngũ giác đài của dưới thời Trump cùng với những người khác đã tuyên thệ rằng Trump đã không ban hành bất kỳ một lệnh nào như vậy. Kể cả trong 3 tiếng đồng hồ khi mà Trump ngồi trước màn hình để mà xem cảnh hỗn loạn trên đài Fox News. Như thư ký báo chí tòa Bạch Ốc của Trump, Stephanie Grisham, đã phát biểu với toàn quốc vào tháng 8 từ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ rằng Donald Trump đã từng nói với tôi rằng những gì bà nói không quan trọng đâu, mà bà hãy nói liên tục, hãy lặp lại thường xuyên thật nhiều lần và mọi người sẽ tin bà. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, trong bài diễn thuyết dài gần 2 giờ ở Erie, Trump đã gây thêm sự hoang mang qua các bài đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần về dữ liệu mới được công bố từ cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Donald Trump viết rằng bà Kamala Harris đã để cho 13.099 kẻ giết người bị kết án và hàng ngàn người di cư khác đã bị kết tội hiếp dâm vào nước Mỹ. Nói đến đây, thưa quý vị, xin lỗi quý vị thính giả, cho tôi xả hơi một câu nói bình dân thôi, một câu thật lòng nhất mà tôi muốn nói về Donald Trump, rằng đây là một tên khốn nạn nhất thế kỷ 21 mà tôi từng thấy trong đời. Tôi ghét tên khốn này, một thì tôi xem thường những kẻ đang hùa theo những lời dối trá của tên khốn này đến 9 lần nhiều hơn. Không có những kẻ mất nhân tính, não trạng không hoạt động này, biết sai trái mà vẫn theo, biết dối trá mà vẫn tin, thì Trump chỉ là một tên lừa đảo để kiếm sống hàng ngày mà thôi. Là một con người biết ăn cơm hay ăn bánh mì để sống mà, thì làm sao lại có thể phun ra những lời dối trá, vu khống đến độ khủng khiếp như vậy cho được. Và lý do trong mỗi bản tin hay các bài bình luận, tôi tuyệt đối không bao giờ đọc chức vụ trước đây của Trump từng là một tổng thống Mỹ. Bởi vì tôi cho rằng ông ta không hề xứng đáng chút nào. Và tôi cũng rất ghét những ai mà luôn miệng gọi hắn ta là tổng thống Trump. Mỗi quốc gia chỉ có một tổng thống đương nhiệm duy nhất. Nước nào cũng vậy. Với nước Mỹ hiện tại chính là tổng thống thứ 46, Joe Biden. Còn các tổng thống khác đã mãn nhiệm thì đều phải gọi họ là cựu tổng thống mới đúng. Đặc biệt Trump hoàn toàn không xứng đáng với nhân cách thấp kém của ông ta. Lời nói bằng sự thật rất quan trọng. Dối trá để vươn lên là điều không thể chấp nhận được đối với một người lãnh đạo. Và một kẻ nói dối thâm căn cố đế như Donald Trump không nên ở gần phòng bầu dục. Kính thưa quý vị, Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.